chào các anh em đã quay trở lại với channel YouTube Mò Kim. Vào một ngày đẹp trời, nhưng bạn không đi dạo vào ban ngày mà lại thích cuốc bộ vào ban đêm. Và trong màn đêm ấy, bạn có biết thứ gì đang chờ đón không? Xin chào các bạn, em Gái Mọt đây. Vừa rồi là những gợi ý về tựa game ngày hôm nay mà chúng ta sẽ khám phá. Có nhà hoang, có những hiện tượng ma quái và có cả một tấn bi kịch dài đằng đẵng ẩn chứa sau đó. Có ai đoán được là game gì không? Mà đoán được rồi thì anh em có dám bước chân vào đó không? Thôi nào, không chần chừ thêm nữa. Hãy cùng với em Gái Mọt tham gia vào cuộc hành trình của tựa game Stray Cat Crossing ngay bây giờ nhé. Đi dạo giữa đêm khuya với một số người chính là sự giải tỏa căng thẳng. Bầu không khí êm đềm lành lạnh của buổi đêm cùng với sự trong lành khi thiếu vắng khói bụi của cuộc sống đem lại cho người ta sự thanh thản là thường. Tuy nhiên, đi dạo trong đêm cũng dẫn đến những câu chuyện rùng rợn khi bạn có thể là nhân chứng của những góc khuất, những bí ẩn thuộc về bóng tối. Câu chuyện trong Stray Cat Crossing cũng bắt đầu từ một buổi đi dạo đêm như vậy. Nhân vật chính trong game là một cô gái tóc đỏ vô danh đang đi dạo đêm trên một con đường vắng thuộc vùng ngoại ô thành phố. Cô gái bất chợt bắt gặp một bé gái nhỏ tuổi đang đứng khóc bên đường. Khi đến hỏi thăm thì cô bé nói rằng mình muốn về nhà. Trời đã khuya mà cô bé lại đi một mình nên cô gái hỏi liệu cô bé kia có biết đường về nhà hay không. Bé gái vẫn tỏ vẻ nhút nhát và nói mình biết đường về. Thấy cô bé kêu lạnh nên cô gái tóc đỏ liền cởi chiếc khăn choàng cổ của mình quấn cho cô bé gái. Cô gái đề nghị dẫn cô bé về nhà và hỏi tên. Bé gái ngập ngừng nói mình tên Cat, có lẽ là viết tắt của Catherine. Theo lối chỉ của Cat, cô gái dẫn em về đến cửa nhà. Đây là một căn biệt thự khá khang trang và bề thế. Cat nói lời cảm ơn rồi đi vào trong nhà. Lúc này cô gái tóc đỏ mới nhớ rằng cô chưa lấy lại cái khăn choàng cổ. Nó là một vật kỷ niệm quan trọng nên không thể làm mất. Cô gọi Cat nhưng có vẻ cô bé đã đi sâu vào trong nhà nên không nghe thấy. Cô gái đành phải bước vào căn nhà để tìm. Ngôi nhà có vẻ khá trống vắng và yên tĩnh. Bên trong phòng khách chỉ có một cậu bé quấn băng trên mắt, có vẻ là bị mù, cầm một chiếc máy ảnh và mời cô chụp một tấm. Cô gái chụp ảnh xong liền vừa đi theo dấu chân của Cat vừa gọi nhưng không có tiếng hồi âm. Dấu chân dẫn đến cầu thang, cô gái thử đi lên phía trên thì tầng trên này bị chặn bởi một người đàn ông mang mặt nạ đứng im lặng. Ông ta quay quay một cách đáng sợ. Cô gái đành trở xuống và thử đi ngược xuống tầng hầm. Tại đây, cô gặp hai tên hề, một thấp một cao, cùng một chú chó có gương mặt của một đứa trẻ sơ sinh. Tầng hầm được trải thảm và trang trí tường theo tông màu đỏ, nhìn khá sang trọng. Cửa tự động khóa ngay sau khi cô gái tóc đỏ tiến vào. Hai gã hề tỏ ra khá kỳ lạ khi chúng nói chuyện với nhau bằng trò chơi nối chữ vần điệu không đầu không đuôi. Khi được hỏi tên thì chúng bảo rằng cô gái chưa từng gặp chúng. Khi hỏi về Cat thì chúng lại lảng đi bằng trò chơi đuổi bắt chữ của mình. Quá chán nên cô gái liền hỏi cách rời khỏi đây. Hai tên hề liền đưa ra điều kiện, nếu cô làm được thì chúng sẽ chỉ lối thoát. Điều kiện chúng đưa ra là đoán được tên của con chó mặt người kia. Cô gái không biết làm sao liền đi vòng quanh tìm manh mối. Tầng hầm có hai căn phòng ở bên trái và bên phải. Căn phòng bên trái bị một con thiên nga bằng nước đá cản đường, vì vậy chỉ còn phòng bên phải. Cô gái vào phòng bên phải và nhận ra nó là một phòng thí nghiệm hóa chất. Quyển nhật ký trên bàn ghi ngày 18 tháng 5 năm 1912 nhắc về sự kỳ lạ của khu vườn nhà. Đặc biệt, trong đó nhắc về chiết xuất của hoa hồng có tác dụng làm ẩm cực tốt. Cô gái nhìn quanh phòng thí nghiệm thì nhận ra ở đây có ba hóa chất với ba màu khác nhau là đỏ, xanh lá và xanh dương. Cô liền lấy các ống nghiệm rỗng trên giá, đổ đầy mỗi loại một ống mang theo. Trong căn phòng này còn có ba chiếc nồi cho trẻ con, một cái lò sưởi, bên trên treo một cái sọ cừu lớn, miệng bị khóa bằng dây xích, trông khá đe dọa. Cô gái tóc đỏ mang ống nghiệm màu đỏ mà cô cho rằng là chiếc xuất hoa hồng quay trở lại con thiên nga bằng đá và đổ lên nó. Còn thiên nga tan chảy để lộ đường đi sang phòng bên trái. Đây là một phòng chiếu phim. Ngoài máy chiếu ra, căn phòng còn có một số nhạc cụ để rải rác và một chú lính chì biết nói to bằng người. Bức tượng chân dung đặt trong góc phòng có nhãn ghi tượng nhớ bác sĩ Johann Faust 1868-1912.
Cuộn phim rơi trong phòng, khi lắp vào máy thì nó chiếu một đoạn ngắn, trong đó hé lộ tên con chó là Faust. Thật kỳ lạ khi nó trùng tên với bác sĩ Faust, còn năm mất của ông ta lại trùng với năm ghi trên quyển nhật ký ở phòng bên kia. Sau khi chiếu hết đoạn phim, một đứa bé sơ sinh từ đâu xuất hiện và cho cô gái một quả trứng. Sau đó, đứa bé biến mất vào không khí như một hồn ma. Cảm thấy kỳ lạ, nhưng cô không quan tâm lắm. Cô gái quay về trả lời cho hai gã hề kia. Hai tên hề công nhận kết quả là đúng, nhưng cho rằng cô gái đã gian lận nên yêu cầu là một thử thách khác. Lần này là mang đến cho họ thức ăn yêu thích của con cừu. Cô gái tóc đỏ liền quay trở lại căn phòng bên phải, nơi có chiếc sọ cừu, hy vọng tìm được manh mối gì đó. Quyển nhật ký trên bàn bị gió thổi lật trang khiến cô gái tò mò. Khi đọc lại thì vẫn là những nội dung cũ, nhưng lần đây có thêm một dòng chữ mới xuất hiện, đó là công dụng của nước ép từ cỏ ba lá sẽ giúp tăng cường trí não, cho phép nghe được ngôn ngữ của người chết. Trong phòng có hai bộ xương, trên trán chúng viết những ký tự kỳ lạ khó hiểu. Cô gái liền uống lọ thuốc màu xanh lá chứa chiết xuất từ cỏ ba lá. Dòng chữ đột ngột được xếp lại thành con cừu đang nhìn thấy gì. Kiểm tra theo ánh nhìn của chiếc sọ cừu, cô gái tìm đến đoạn tường phía đối diện, nhưng ở đó không có gì hết. Cô định bỏ đi thì bức tường sập xuống để lộ một lối đi nhỏ. Bên trong là một căn phòng bí mật và trên bàn có một đĩa đậu phộng. Cô chợt nhớ chú lính chì nhắc đến đậu phộng nên lấy mang sang căn phòng bên trái. Chú lính chì nhận được thứ mình thích liền tặng lại cho cô gái một chiếc chìa khóa. Chìa khóa này khớp với ổ khóa xích trên miệng cái sọ cừu, giúp cô gái tóc đỏ lấy được hai trái tim bị dính nhau. Mang chúng đến cho hai gã hề thì chúng lại xác nhận rằng câu trả lời này chính xác. Tuy nhiên chúng tiếp tục nghi ngờ cô gái gian lận nên yêu cầu kiểm tra lần thứ ba. Lần này chúng đòi hỏi phải được nghe một bài nhạc hoàn hảo từ một giọng ca hoàn hảo. Cảm thấy khá phiền phức nhưng đây là cách duy nhất để thoát nên cô gái tóc đỏ đành phải chấp nhận. Cô đi sang căn phòng bên phải và quyển nhật ký lại được gió lật trang như ngầm chỉ có mạch nước mới. Có một câu mới được thêm vào. Chiết xuất của hoa Violet có công dụng hồi sinh vật đã chết. Cô gái nhớ đến một trong ba cái nôi được trang trí bằng một con chim đã chết. Cô liền lấy lọ dung dịch màu xanh dương đổ lên làm nó sống lại. Hai tên hề nghe chim hót thì công nhận là giọng đã đà, nhưng chưa có bài hát nào như yêu cầu. Cô gái liền mang con chim sang căn phòng bên trái. Lúc này chú lính chì đã xê dịch ra ngoài, hé lộ một lỗ nhỏ trên tường. Lối này dẫn sang một căn phòng bí mật có một cây đàn piano tự phát nhạc. Cô liền để con chim lên đàn để nó tự học bài nhạc phát ra. Con chim sau khi nghe một lúc đã thuộc và hót theo điệu nhạc thành thục. Cô gái liền mang nó đến cho hai tên hề. Bọn chúng công nhận cô có câu trả lời chính xác. Tên lùn sau khi kết luận đã rút súng bắn chết con chim và tên cao nói rằng vật đã chết tốt nhất nên giữ nguyên tình trạng như vậy. Không thể viện cớ được nữa, chúng đành mở cửa cho cô gái đi ra ngoài, nhưng cũng không quên nài nỉ cô ở lại chơi với hai người họ lâu hơn. Cô gái đành từ chối vì cần phải tìm cách lấy lại chiếc khăn. Hành lang dẫn ra ngoài xuất hiện nhiều lỗ hổng trên sàn khiến cô gái phải nhảy qua một cách khó khăn. Đến nửa đường thì cô gặp lại cậu bé mù cầm máy ảnh. Cậu ta nói rằng bọn chúng không muốn để cô đi như vậy đâu. Khi vừa đi hết hành lang thì cô gái lọt vào một hành lang kỳ lạ. Phía đầu kia là một bào thai bị quấn dây trên cổ. Nó trách cô tại sao không cho nó cơ hội. Tại sao lại rời bỏ nó? Ảo cảnh biến mất, đúng lúc phía sau cô gái xuất hiện một đứa bé khổng lồ bò dọc theo hành lang đuổi theo ráo riết. Cô gái lập tức bỏ chạy và nhảy qua các hố trên sàn kịp thời thoát khỏi đó. Trong đoạn hành lang thoát khỏi tầng hầm, cô gái gặp lại Cat. Cô bé nói rằng bọn chúng là hai đứa trẻ sinh đôi, mẹ cô sắp sinh chúng ra, bà và Benny đã không cần Cat nữa rồi. Vì vậy, cô bé đã bỏ nhà ra đi. Đó là lý do cặp sinh đôi nổi giận. Mẹ cô, Benny và cặp song sinh đều đã chết. Cat đã giết họ. Cô gái tóc đỏ chợt nhận ra mình bị đưa ra đoạn đường phía trước căn nhà từ lúc nào. Cô vẫn chưa lấy lại được chiếc khăn nên tiếp tục quay vào trong tìm kiếm. Lần này, dấu chân của Cat dẫn dọc phòng khách ra phía cửa sau. Cửa sau dẫn cô gái ra khu vườn của biệt thự và cũng như tầng hầm. Cánh cửa tự khóa ngay sau khi cô gái bước qua nó sau. Khu vườn được thiết kế theo dạng một chiếc đồng hồ với trung tâm là một hòn đảo với một con nhộng khổng lồ mặt người trông khá kỳ dị. Bốn hướng đi được ngăn bằng hào nước và các kim đồng hồ đóng vai trò cầu nối. Cô gái phải trả lời cho cú gác cổng khung giờ trong ngày để điều chỉnh các kim đồng hồ theo giờ tương ứng để mở lối đi. Có
con nhộng lớn ở giữa khu vườn cho biết con của nó đã bị con nhện bắt đi. Điều kỳ lạ là nó nói chuyện như thể cô gái tóc đỏ đã từng đến đây rồi khi sử dụng từ quay lại. Cô gái theo lời của con nhộng đi sang khu vực bên phải của khu vườn. Tại đây, cô gặp nhộng con đang bị kẹt trong lưới nhện và con nhện sau đó xuất hiện với một ngoại hình rất khó hiểu. Chúng gọi nhau bằng tên bốn mùa xuân hạ thu đông và không ngừng tranh cãi lẫn nhau. Bọn chúng định sẽ xơi cả nhộng con lẫn cô gái và không quên than phiền rằng một người phụ nữ tên Sphinx đã làm phép khiến chúng bị dính vào nhau. Lỗi của chúng chỉ là lỡ ăn thịt con của bà ta. Nhộng con liền bảo cô gái hãy hứa với bọn sói rằng sẽ thuyết phục Sphinx giải lời nguyền cho chúng. Bọn sói nghe thấy liền đồng ý và nói rằng chúng sẽ giữ nhộng con làm con tin. Nếu giúp chúng thoát lời nguyền, chúng sẽ tha cho cả hai. Cô gái tóc đỏ liền đi sang cánh trái của khu vườn. Nơi đây có một ngôi nhà nhỏ kiểu Nhật giữa một khu vườn hoa tuyệt đẹp. Bên trong nhà là một người phụ nữ mặc trang phục kimono và đeo mặt nạ hình sọ cừu. Bà ta nói rằng thiên hạ gọi bà là Sphinx, nhưng bà thích tự gọi mình là người phụ nữ hơn. Bà nói rằng bọn sói ngu ngốc đáng phải bị trừng phạt như vậy, nhưng bà cũng sẽ chấp nhận giải lời nguyền với một điều kiện. Nếu cô gái tìm được con nhộng đỏ về cho bà, thì lời nguyền của lũ sói sẽ được hóa giải. Cô gái liền đi lên phía bắc của khu vườn. Đây là một mê cung hư ảo. Nó tự động thay đổi đường đi liên tục. Bên trong mê cung, cô gặp lại con nhộng khổng lồ, nhưng ở phiên bản nhỏ. Nó mách cho cô rằng hãy cẩn thận đừng giẫm lên hoa. Cô cũng sẽ gặp một đứa trẻ mang mặt nạ hình sọ cừu giống Sphinx. Nó tỏ ra không thích bà ta khi được hỏi về con nhộng đỏ. Nó ra điều kiện phải nói đúng mật khẩu. Con nhộng gợi ý rằng mật khẩu là một câu đố ai cũng phải có một cái như vậy. Cô gái quay lại trả lời với đứa trẻ rằng đó là mẹ, và nó khen rằng cô thông minh hơn bọn sói nhiều. Cậu bé biến mất, để lại đường đi dẫn đến trung tâm mê cung. Con nhộng đỏ bị nhốt trong lồng sắt và cô gái đã giải được bài toán đông nước vào bình để mở nó ra. Con nhộng đỏ tỏ ra thân thiện và đề nghị kết bạn với cô gái. Cô cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng vui vẻ đồng ý. Khi mang con nhộng đỏ chuẩn bị rời đi thì hồ nước ở đó nổi lên một đứa trẻ sơ sinh một cách đầy khó hiểu. Nhộng mẹ ở giữa khu vườn lúc này đã kết thành một cái kén và nằm im không trò chuyện nữa. Sphinx vui vẻ đón nhận con nhộng đỏ và dẫn nó vào trong phòng. Dựa vào bóng phản chiếu có thể thấy bà ta nuốt mất con nhộng đỏ trước khi trở ra tiếp chuyện cùng cô gái. Sphinx giữ lời trao cho cô gái một cuộn giấy phép giúp xóa lời nguyền cho lũ sói. Đám sói ngạc nhiên khi thấy cô gái đi gặp Sphinx mà vẫn nguyên vẹn trở về. Chúng yêu cầu cô giải lời nguyền trước rồi chúng sẽ thả cô và con nhộng đi. Tuy nhiên, khi phép được thực thi, bốn con sói được tách ra với tình trạng như lúc chúng bị dính, tức là mỗi con đều thiếu hai chân sau khiến chúng không còn di chuyển được nữa. Biết bị mắc lừa, bọn chúng rất tức giận nhưng không thể làm gì được vì không còn di chuyển được nữa. Nhộng con thừa cơ được cô gái tháo tơ nhện đã chạy đi mất, để lại lời mắng đểu bọn sói. Cậu bé cầm máy ảnh nói rằng cô gái cần phải rời đi nhanh trước khi bà ta đến. Cô gái quay lại với nhộng mẹ thì thấy cái kén đã mở và trống rỗng, chỉ còn lại một chiếc chìa khóa, có lẽ là để mở cửa quay lại căn nhà. Khi đến cửa, một phụ nữ mặc kimono với cái đầu côn trùng xuất hiện. Bà ta nói với cô như nói với Cat và hỏi một câu khó hiểu rằng cô có phải là Cat không? Khi cô gái trả lời bừa rằng đúng, cô là Cat, thì bà ta bảo cô nói dối. Cat sẽ không bao giờ bỏ đi. Thế rồi bà ta đi tiếp vào bụi cây, lẩm bẩm rằng bà rất yêu thương Cat và muốn ôm Cat vào lòng. Cô gái trở vào hành lang trong nhà thì gặp Cat. Cô bé nói rằng đừng làm mất cái khăn vì nó có ý nghĩa rất quan trọng. Cô bé bắt đầu hỏi tên của cô gái, nhưng cô gái tóc đỏ tỏ ra bối rối, dường như cô cũng không nhớ mình tên gì. Sau một hồi gặng hỏi thì cô cũng trả lời rằng tên của mình là Cat. Cô bé Cat liền nói với cô gái tóc đỏ một câu quen thuộc: để tôi đưa em về nhà. Đó là câu mà cô gái nói với cô bé Cat lúc đầu. Cô gái tóc đỏ lại nhận ra mình bị đưa ra lề đường phía trước căn nhà. Cô tiếp tục trở vào nhà, và lần này dấu chân của Cat dẫn cô lên tầng trên. Người đàn ông mang mặt nạ không còn ở đó nữa, và đây là dãy phòng ngủ của gia đình chủ nhà. Ngoài hành lang treo hai bức tranh chủ nhà cùng với cô con gái, nhưng một bức thì đứa con gái không hề cười. Bước thứ hai, hình đứa con gái bị bôi đen. Có hai căn phòng ngủ, một phòng có nôi và đồ chơi giống như dành cho trẻ con. Có một con búp bê cũ hình chú Hề giống như gã Hề lùn dưới hầm. Khi cô gái rời khỏi phòng thì con búp bê cũ khẽ quay đầu nhìn theo.
Căn phòng thứ hai là phòng ngủ của bố mẹ với hai chiếc giường lớn, và cô gái ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Cánh cửa còn lại trên hành lang dẫn lên gác mái, trên đó để một dãy quan tài, và người đàn ông mang mặt nạ tiếp tục chặn đường. Ông ta trả lại chiếc khăn choàng cổ cho cô gái, xưng tên là Benjamin, và nói rằng đó là chiếc khăn phép thuật, nó sẽ giữ ấm và bảo vệ cô an toàn. Người đàn ông quay lưng bỏ đi. Cô gái nhận ra các quan tài có ghi tên từng người trong gia đình, và chúng đều đóng kín, trừ ba cái là Penny, Crystal và Rose. Penny có một đồng xu bên trong, Crystal có một con thiên nga bằng pha lê rất đẹp, và Rose có một hoa hồng. Cô gái nhặt hết chúng lại và tiếp tục đi về phía trước. Phía sau cửa là một rạp hát, những người cô từng gặp trong nhà đều tụ tập tại đây. Cô gái tóc đỏ dùng hoa hồng tặng anh lính chị và được tặng lại một vé vào rạp. Cô tặng tên hề lùng con thiên nga bằng pha lê và được hắn tặng lại một chiếc chìa khóa. Đúng lúc này, buổi diễn bắt đầu, cô gái cũng dùng chiếc vé được tặng để vào rạp. Điều bất ngờ là Benjamin gọi cô là diễn viên và quát cô nhanh chóng lên sân khấu chuẩn bị vào vai diễn. Vở kịch bắt đầu với hồi một là câu chuyện xảy ra cách đây 20 năm và cô gái đóng vai cô bé Kat 5 tuổi. Cô bé Kat được mẹ Josephine thủ vai đưa lên giường ngủ và đọc cho một câu chuyện cổ tích. Đó là câu chuyện mẹ con nhà cừu. Cừu con bị bầy sói ăn thịt làm cừu mẹ rất buồn. Nhưng cùng lúc đó, cừu mẹ cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Hồi một kết thúc và mọi người giải lao, cô gái đi ra hậu trường gặp tất cả mọi người và trò chuyện. Nhưng cô vẫn chưa hiểu gì về ý nghĩa của vở kịch này. Cô đi ra phía trước rạp, dùng chìa khóa được tặng mở cửa phòng vé. Bên trong là một chiếc đồng hồ cổ bị thiếu một bánh răng nên nó đã dừng hoạt động. Benjamin xuất hiện và nói rằng cô vẫn chưa nhớ ra điều gì. Ông ta liền biến cô trở về căn phòng xếp quan tài và mọi thứ được quay ngược thời gian lại từ thời điểm đó. Cô gái tiếp tục lặp lại việc mở quan tài, lấy các vật rồi đổi lấy vé và chìa khóa vào phòng đồng hồ. Cô thay đổi các câu trả lời trong vở kịch và dùng món quà tặng đổi lấy những thứ có giá trị hơn để tặng tiếp cho những người khác. Dần dần câu chuyện quá khứ được hé lộ qua nhiều lần lặp của vở kịch. Kat vốn là con gái trong một gia đình khá giả ở ngôi nhà này. Mẹ cô tiếp tục mang thai song sinh, nhưng bà bị một chứng bệnh nên phải mời bác sĩ về chữa trị. Kat cho rằng khi hai đứa trẻ kia ra đời cũng sẽ là lúc cô bị ra rìa, trở thành người thừa trong nhà. Mẹ cô dần dần không còn đọc truyện cho cô ngủ nữa. Bố Benjamin cũng không còn thường xuyên tặng quà cho cô nữa. Đặc biệt là phòng của cô bé cũng sắp được dọn dẹp làm nơi đặt nôi cho hai đứa em sắp ra đời. Cô không còn phòng riêng nữa. Bố mẹ cô cũng không còn vui vẻ nữa khi bố muốn cả nhà dọn vào thành phố sống, trong khi mẹ lại muốn ở lại đây để hưởng bầu không khí thiên nhiên với bốn mùa tươi đẹp. Kat cảm thấy chán nản với gia đình hiện tại nên quyết định bỏ nhà ra đi. Khi phát hiện con gái bỏ đi, Benjamin cùng mẹ cô lên xe ô tô chạy đi tìm. Cô bé lang thang trên đường trong buổi tối muộn thì gặp cậu bé cầm máy ảnh. Cậu bị mù và dẫn theo chú chó dẫn đường cho người mù tên là Sebastian. Cậu cầm theo một chiếc máy ảnh vì cậu thích chụp lại những khoảnh khắc mà mình muốn ngắm nhìn để khi cậu sáng mắt lại có thể nhìn lại chúng. Cậu bé cho biết mình đang đi tìm một chú mèo đen bị lạc. Nhưng khi đưa tấm ảnh ra thì Kat nhận ra máy bị chỉnh sai dẫn đến ảnh bị mờ. Cô bé liền giúp cậu bé mù chỉnh lại máy ảnh để chụp rõ nét. Lúc này thì bên kia đường có một chú mèo trông giống như hình của cậu bé kia đưa ra lúc nãy. Kat liền chạy sang đường để tiếp cận chú mèo. Đúng lúc này, xe của Benjamin chạy tới, do ông ta quá lo lắng cho con nên chạy nhanh, và đến khi thấy Kat, ông đánh lái vào lề rồi tông ngay vào cậu bé mù. Tai nạn đó đã giết chết Benjamin, mẹ của Kat, hai đứa trẻ chưa sinh trong bụng, cậu bé mù và chú chó Sebastian. Vở kịch lúc này hạ màn, mọi người đều ra về hết. Cô gái quay lại căn phòng đồng hồ và dùng chiếc bánh răng mình vừa đổi được trong lần lặp lại mới nhất gắn vào. Chiếc đồng hồ bắt đầu đếm giờ trở lại. Benjamin xuất hiện và nói rằng Kat đừng buồn nữa, mọi người đều không trách gì cô, đó không phải lỗi của cô. Ông cũng giải thích rằng có hàng triệu người cha trên thế giới và cũng có hàng triệu đứa con gái nhận tình thương của cha, nhưng tình thương của Benjamin với Kat là duy nhất. Cô gái đã nhớ lại và cái tiếng gọi Benjamin là cha. Sau khi nghe, Benjamin dần biến mất. Cô gái tóc đỏ quay trở ra khỏi phòng thì gặp một dãy các ảo ảnh của Kat đang ngồi khóc. Cô liền dùng các câu nói mà mọi người nói với mình từ trước đến giờ để an ủi Kat. Cuối cùng, Kat đã dừng khóc và tất cả biến mất. Cô gái trở ra trước cửa rạp hát thì gặp cậu bé mù. Cậu ta nói rằng chiếc đồng hồ đã chạy, thời gian không còn đóng băng nữa,
Cả tòa nhà này là một ký ức và nó sẽ dần biến mất. Cô gái phải nhanh chóng thoát khỏi đây. Cậu bé dẫn đường cho cô gái chạy ra ngoài. Dọc đường, cô thấy cuộc sống của ngôi nhà đang tiếp diễn. Hai đứa trẻ sinh đôi ra đời và sống vui vẻ với cha mẹ. Khi ra bên ngoài, cậu bé nói rằng mình cũng là một phần của ký ức như căn nhà và cũng sẽ biến mất. Cậu muốn cô gái hứa rằng sẽ không bao giờ quên cậu nữa. Cô gái ngoéo tay hứa và hỏi tên cậu bé mù, nhưng cậu chưa kịp nói đã bị biến mất cùng với ngôi nhà. Cô gái tóc đỏ quay trở lại con đường cũ để trở về nơi cô gặp Kat lúc đầu. Lúc này, cô gặp một chiếc xe bị tai nạn đang cháy rừng rực phía trước. Những bí ẩn thú vị trong game. Cô gái tóc đỏ chính là Kat. Điều này chắc mọi người đều đoán ra vì vở kịch xảy ra 20 năm trước và cô gái tóc đỏ lúc này là một cô gái trưởng thành ngoài 20 tuổi. Việc cô tự nhớ ra tên mình là Kat cũng đã bổ sung thêm cho điều này. Đặc biệt, chiếc khăn choàng cổ kỷ niệm kia cũng chính là vật Benjamin tặng cho cô, kỷ vật cuối cùng mà người cha tặng trước khi tai nạn xảy ra. Hai cả hệ chính là hai đứa em song sinh chưa ra đời. Tầng hầm nơi hai cả hệ đứng được thiết kế theo hình tử cung của người mẹ và trang trí màu đỏ. Hai căn phòng trái phải chính là hai vòi trứng và cô gái còn được đứa trẻ tặng cho một quả trứng trong phòng này. Hai cả hệ đã nói rằng cô gái chưa hề gặp chúng bao giờ vì chúng chết trong bụng mẹ khi tai nạn xảy ra. Hình ảnh đứa trẻ đuổi theo cô gái tóc đỏ dọc hành lang chính dẫn ra bên ngoài chính là đường mà một đứa bé được sinh ra và cũng chính là nỗi sợ của Kat khi hai đứa trẻ ra đời. Khu vườn chính là nội tâm của người mẹ. Mẹ của Kat mắc bệnh khi mang thai nên bà vừa thương con gái lại vừa bị đè nặng tâm lý khi mang thai. Con nhộng mẹ là nội tâm khi mang thai, trong khi Sphinx chính là lý trí của người mẹ. Con nhộng đỏ chính là thuốc chữa bệnh. Tiếng Anh, viên thuốc con nhộng là capsule. Theo nghĩa dược phẩm, nó là viên thuốc. Còn theo nghĩa động vật học thì nó là kén nhộng hoặc dạng bao nang của bào tử. Đó cũng chính là lý do nó được dịch sang tiếng Việt là viên con nhộng hay viên nang. Chi tiết Sphinx nuốt con nhộng đỏ chính là uống thuốc và sau đó bà trở ra gặp cô gái với tâm trạng ổn định, bình tĩnh hơn. Mê cung nhốt con nhộng chính là nỗi sợ thuốc sẽ ảnh hưởng tới thai nhi. Chi tiết bác sĩ Faust xuất hiện trong tầng hầm dưới dạng một con chó mặt người ở chung với hai tên hề cũng chính là ẩn dụ cho việc uống thuốc được kê bởi bác sĩ Faust có tác động đến bào thai. Benjamin thật ra rất yêu thương Kat, ông ta thường xuyên tặng quà cho Kat. Việc ông chủ trương dời nhà vào thành phố là để tìm một căn nhà rộng hơn để Kat không bị mất căn phòng riêng khi hai đứa trẻ sinh đôi ra đời. Khi Kat bỏ nhà ra đi, ông cũng rất lo lắng mà phóng xe nhanh mong tìm được đứa con gái yêu thật sớm. Các quan tài xếp trên gác mái, ngoài những cái tên được xác định bao gồm Benjamin, chú chó Sebastian và ba cái chứa đồ vật là Penny, tức đồng xu, Crystal, con thiên nga bằng pha lê và Rose, tức là hoa hồng. Thì những người còn lại chưa được xác định, những cái tên còn lại là Kendall, Riley, Logan, Sydney, Milton. Nếu áp vào bốn nhân vật còn thiếu là hai đứa trẻ sinh đôi, cậu bé mù và người mẹ thì vẫn dư ra một. Đó là bí ẩn mà chưa ai nghĩ ra được. Nhiều người cho rằng cậu bé mù tên là Milton vì quan tài của cậu đặt cạnh chú chó Sebastian, nhưng giả định này không vững lắm vì không có bằng chứng. Ngược lại, Benjamin lại xếp cạnh Rose, trong khi cái tên nữ duy nhất là Sydney có thể là người mẹ thì lại nằm lệch. Chi tiết cô gái tóc đỏ gặp chiếc xe cháy ở cuối game cho thấy sau khi cô nhớ tất cả mọi thứ thì cái còn lại phải đối mặt chính là ám ảnh về tai nạn năm xưa. Tình trạng của Kat vẫn chưa rõ ràng lắm vì đúng là cô đã trưởng thành trở thành cô gái tóc đỏ, nhưng cô ta liệu có còn sống không cũng là một điểm chưa rõ. Nhiều người chơi cho rằng Kat đã chết vì lý do nào đó và cả hành trình này chính là quá trình linh hồn cô lục lại quá khứ để đi tìm sự siêu thoát. Nhưng game kết thúc ở cảnh xe cháy có thể báo hiệu một vòng lặp khác và Kat mãi mãi kẹt trong vòng xoáy này. Nếu Kat còn sống thì sự việc diễn ra chính là một bước đột phá nội tâm khi Kat chuyển từ trạng thái quên đi quá khứ đau buồn trở thành nhớ lại mọi chuyện và chấp nhận sự thật như một phần của ký ức. Mọi người trong nhà đều ở lại để chờ cô quay lại, tất cả chỉ để nói rằng cô được tha thứ, cô không hề có lỗi, hãy sống tiếp và đừng dằn vặt trốn tránh nữa. Thay vì cố quên đi mọi người thì hãy nhớ họ như một kỷ niệm. Và cuối cùng, Stray Cat Crossing kinh dị ở chỗ nào? Đó chính là sai lầm ngây ngô của tuổi trẻ đã làm tổn thương chính những người mình thương yêu nhất. Ai trong chúng ta chắc chắn cũng từng một lần cảm thấy như vậy. Nhưng điều kinh dị ở trường hợp của Kat đó là hậu quả quá nghiêm trọng. Kat không thể nào sửa chữa lỗi lầm của mình được nữa. Sự dằn vặt này là cực lớn và nó theo cô bé cả cuộc đời. Đó chính là ý nghĩa của việc chiếc đồng hồ ngưng hoạt động trong căn nhà. Mọi người đều muốn dừng lại. Họ chờ đợi Kat quay về chỉ để nói rằng đó không phải là lỗi của cô.
Hãy biết rằng mọi người đều tha thứ và hãy thoát khỏi nỗi ám ảnh đó mà sống tiếp. Chỉ khi Kat thoát được ám ảnh, họ mới an tâm tiếp tục cho đồng hồ chạy và đi tiếp hành trình của riêng mình. Căn nhà chỉ là một ảo cảnh và nó biến mất khi hoàn thành nhiệm vụ giải thoát Kat khỏi ám ảnh tội lỗi của mình. Thành thật mà nói, về phương diện cá nhân, mọi cảm thấy rất đồng cảm với Kat. Cũng chính vì sự nông nổi của một đứa trẻ con mà đã vô tình gây nên một hậu quả quá lớn. Cũng không trách được, đến cả bản thân người lớn như chúng ta còn mắc sai lầm mà. Có lẽ sau video này, Mọt sẽ dành nhiều thời gian hơn để ở cạnh những người thân yêu. Và chắc chắn, một lúc nào đó khi nhắc về họ là lúc kể về những kỷ niệm đẹp. Hãy trân trọng những phút giây bên người thân, gia đình thay cho những lúc hờn dỗi vu vơ và cũng thay cho cả nhân vật Kat của chúng ta trong câu chuyện hôm nay nha. Nếu các bạn cảm thấy video hôm nay hay và ý nghĩa, hãy cho Mọt xin một like, một share. Đồng thời, sẽ còn rất nhiều những cốt truyện thú vị khác sẽ lên sóng vào lúc 18 giờ thứ 3, 5, 7 Chủ nhật hàng tuần. Chân thành cảm ơn các bạn đã chọn xem sản phẩm của Mọt Game.